Bộ dàn này có gì đặc sắc cũng như là mà em gửi đến các bác và em cũng bảo rồi, nó là giá rẻ và rẻ ở đâu, như thế nào, chất lượng nó ra sao thì ngày hôm nay em sẽ gửi đến các bác nhé. Hoàng Hà Audio xin chào toàn thể các bác nhé. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì là em cũng làm một cái clip gọi là setup một cái bộ dàn giá rẻ gửi đến các bác. Bởi vì dạo gần đây rất là nhiều các bác yêu cầu bên em rồi. Đấy, thì là hôm nay tiện đang ở đây thì là em cũng setup luôn. Đấy thì em cũng đang ở trong cái khu test hàng ở trong kho thôi. Đấy, rất là nhiều hàng ở đây như thế này. Đấy thì ngày hôm nay ở đây em sẽ setup cho các bác một bộ dàn gồm một đôi loa full DK đến từ thương hiệu DK và một con âm ly nhé các bác nhé. Và bộ dàn này có gì đặc sắc cũng như là mà em gửi đến các bác và em cũng bảo rồi, nó là giá rẻ và rẻ ở đâu, như thế nào, chất lượng nó ra sao thì ngày hôm nay em sẽ gửi đến các bác nhé. Đấy, thì ở đây em giới thiệu đến các bác là một con âm ly. Đấy, một con âm ly 506L nhé các bác nhé. Con này là con âm ly Trung Quốc 16 sò luôn. Con này là hàng 16 sò Toshiba này. Sò 16 sò rất là đẹp luôn. Đấy, và con này các bạn thấy rồi. Này, hàng chất lượng thì nó mới có cái tem đỏ vàng như thế này nhé các bác nhé. Đấy, cũng như là ở đây em cũng có mấy con ở đây như thế này đây. Đấy, để em tiện em làm luôn clip này em gửi đến các bác, cũng như là giới thiệu đến các bác một cái bộ dàn để cho các bác có sự lựa chọn thêm về cái bộ dàn này. Thì đầu tiên em xin giới thiệu sơ qua về con âm ly này trước. Đấy, con âm ly này nó hơn, đấy em bảo nó là nó hơn tất cả các dòng âm ly khác, bởi vì con âm ly này đã được tích hợp Bluetooth nha các bác nhá. Bluetooth này, USB này và thậm chí cả thẻ nữa ở đây. Đấy, các bạn cũng thấy rồi. Thường là các cái dòng vang thì họ nó mới có cái các cái tích hợp Bluetooth cũng như là cổng USB. Đấy, nhưng mà hiện tại con âm ly này đã được tích hợp Bluetooth rồi các bác nhá. Đấy, đã được tích hợp Bluetooth. Đấy, các bác thấy ở đây. Và thậm chí con này có thể điều khiển từ xa nhá. Đấy, rất là hay luôn. Đấy, cho nên là hôm nay em rất là máu giới thiệu luôn đến các bác một cái dòng như thế này. Đấy, từ xa luôn. Đấy, điều khiển luôn. Rất là tiện lợi cho các bác, cũng như là nó có các cổng vào này, cổng đấu lối này, điều khiển rất là nhạy luôn. Đấy, có mốt ở đây, các bác có thể tùy chỉnh đấu lối các kênh của nó. Đấy, có thể bắt Bluetooth này, các bác sử dụng mốt này để các bác chuyển nhá. Đấy, bắt Bluetooth tất cả các thứ luôn, rất là tiện lợi, dễ dàng luôn. Đấy, cũng như ở dưới này là con này em bảo rồi nhá, con này của em là cái con 16 so. Đấy, Jaguar 506L. Con này thì các bác nhìn mới đầu các bác tưởng là 4 kênh, nhưng con này nó không phải là 4 kênh nhá. Con này là con 2 kênh và ở đây là có 4 kênh chỉnh nhá, chứ không phải là nó là hai nó là 4 kênh giao loa. Đấy. Như là ở bên này là hai cái bên chỉnh bên music này. Hai cái bên chỉnh music và ở bên này là các cái bên chỉnh master này, các bác chỉnh ở bên này nhá. Đấy. Cũng như là em sẽ quay sơ qua cho các bác nhìn phần đằng sau của nó. Đây, phần đằng sau của nó rất là đẹp như thế này. Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy. Nhìn ở chỗ này này, các bác có thể đấu ra 4 loa nhá. Phải đấu ra 4 loa hay còn gọi là 4 kênh ấy thì cũng được. Nhưng mà các kênh này là các kênh đấu ra loa, chứ không phải là con âm ly này là nó tích hợp chỉnh cả 4 kênh đâu nha các bác nhá. Nó chỉ chỉnh ở 2 kênh như này, nhưng nó sẽ chỉnh ở toàn bộ 4 cái kênh đấy. Nó sẽ chia ra hai bên chỉnh, một bên chỉnh là music và một bên chỉnh là master tổng luôn. Đấy, các bác có thể sử dụng dòng này. Thì ngày hôm nay em cũng giới thiệu luôn cho các bác cái con âm ly này rất là đẹp như thế này luôn, và nhấn mạnh vào đấy là có cổng quang có Bluetooth ấy, cũng như là USB ấy, cạp như thế này rất là tốt luôn, và giá thành cực kỳ tốt nha các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng, giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, các bạn nhìn đằng sau nó này. Và tiếp theo em xin giới thiệu đến các bác là một cái đôi DK để đi kèm với em nó. Đấy, đôi DK này thì đến từ thương hiệu DK nhá. Đấy, nhìn ngoài rất là đẹp như thế này, cũng như ở đây em có một số các đôi full ở đây. Đấy, rất là đẹp như thế này. Đấy, thì hôm nay em sẽ kết hợp hai cái này lại với nhau, tức là một đôi DK này và một con âm ly 506L này nhá. Đấy, DK này rất là đẹp luôn. Con này là bát 30 nha các bác nhá. Bát 30. Đấy, phun nước sơn sần luôn, chống nước chịu xước cực kỳ tốt luôn. Đấy, rất là đẹp như thế này. Thì em hôm nay em làm luôn cái giới thiệu đến các bác một cái bộ dàn giá thành cực kỳ hợp lý luôn, giá cực rẻ luôn. Đấy, và cực kỳ chất lượng, tiện lợi nữa, dễ dùng, dễ sử dụng. Đấy, cho các bác nào mà thích nghe nhạc cũng như là
chỉ thích nghe nhạc ấy, nhạc vàng hoặc là nhạc bolero, hoặc là các bác thi thoảng muốn hát cả karaoke, tích hợp được cả nghe nhạc cả hát karaoke thì các bác sử dụng dòng này rất là hợp lý nhá. Đấy. Còn bây giờ thì em sẽ lên nhạc và test chất âm cho các bác để các bác kiểm chứng xem là cái con âm ly này với cả cái đôi loa DK như thế này, chất lượng như thế này thì sẽ cho ra chất âm như thế nào nhé các bác nhá. Đây, ngay bây giờ em sẽ lên nhạc cho các bác luôn nhá. Các bác nghe và cảm nhận này. Đấy, bộ dàn này cực kỳ ổn luôn. Em lên nhạc sơ qua là cho các bác cũng đã đánh giá được cái chất âm của nó như nào rồi. Với con âm ly bắt Bluetooth này rất là dễ dàng luôn. Cho các bác nào chỉ thích nghe nhạc ở nhà, đấy, chỉ thích nghe nhạc và hát karaoke, đấy, các bác có thể mang đi mọi nơi luôn. Đấy, con này bắt Bluetooth cũng rất là xa nhá, cho nên ở tầm gia đình của bác có thể sử dụng thoải mái luôn. Và các bác cũng nghe thử cái chất âm của con DK này rồi, rất là hay luôn. Và ở đây em cũng xin để cái giá ở trên thanh tiêu đề nhé các bác nhá. Đấy, giá cả cái bộ dàn này thì cực kỳ đẹp luôn. Giá cả đợt này em sẽ giảm cực sâu luôn cho một đôi loa cực kỳ đẹp như thế này và một cái con âm ly như thế này bắt Bluetooth có điều khiển. Đấy, cực kỳ tiện lợi và dễ dàng luôn. Đấy, clip này em chỉ làm sơ qua thôi. Đấy, cốt là để em gửi đến các bác một cái bộ dàn để các bác có thể tham khảo khi mà các bác muốn hát karaoke gia đình cũng như là muốn chỉ để về nhà nghe nhạc thôi thì giá cả một cái bộ dàn này rất là hợp lý luôn nhé các bác nhé. Và ở đây em cũng xin báo luôn, hiện tại con âm ly này là em còn 5 con ở đây, em sẽ xả hàng 5 con này. Và khi các bác nào nhanh tay nhất với 5 bác nhanh tay nhất đầu tiên thì bên em sẽ có chương trình tặng mic nhé các bác nhé. Đấy, tặng mic như này, mic P10 này. Đấy, mic CF, tất cả mic này đều là mic chính hãng nhé các bác nhé. Đây, mic chính hãng luôn, cực kỳ đẹp luôn nhé các bác nhé. Đấy, mic CF này, chính hãng của thương hiệu CF luôn. Đấy, với 5 bác đầu tiên nhá, cũng như bên em ở đây có 5 con Omni ở đây. Đấy, với 5 con này cũng như là hết cái tháng 7 này thì bên em sẽ xả hàng và tặng mic các bác nhá. Đấy, tặng mic luôn. Đấy, giá cả thì con này em sẽ để trên thanh tiêu đề. Và bác nào có nhu cầu mua hàng cũng như là nhanh tay thì bên em sẽ có phần quà gửi đến bác, cũng như là bên em sẽ lên đơn gửi đến các bác sớm nhất nhé. Clip này em chỉ làm đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo nhé.